Ngày 6 tháng 8, lễ hiển dung. Cả ba phúc âm Nhất Lãm đều đề cập đến biến cố hiển dung. Thánh Matthew chương 17 câu 1 đến câu 8, Thánh Marco chương 9 câu 2 đến câu 9, Thánh Luca chương 9 câu 28 đến câu 36. Với một sự tương đồng đáng chú ý, cả ba đều kể lại biến cố này sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin Đức Giêsu là đấng cứu thế, và sau lần đầu tiên Đức Giêsu nói về sự thống khổ và cái chết của người. Sự hăng hái của Phêrô trong việc dựng lều nơi hiển dung đưa ra giả sử rằng biến cố đó xảy ra trong dịp lễ lều kéo dài một tuần lễ trong mùa thu. Mặc dù cả ba văn bản đều rất giống nhau, theo các học giả kinh thánh, thật khó để diễn lại cảm nghiệm của các tông đồ, vì các phúc âm dựa rất nhiều vào cựu ước. Trong đoạn diễn tả cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa ở núi Sinai và những điều tiên tri về con người, chắc chắn là Phêrô, Giacôbê và Gioan đã thoáng được nhìn thấy thiên tính của Đức Giêsu. Nhưng ấn tượng ấy đủ mạnh để tạo nên sự sợ hãi in sâu trong tâm hồn họ. Một cảm nghiệm như vậy không thể nào diễn tả được. Do đó, các ngài dùng cách diễn đạt thông thường trong kinh sách để diễn tả. Và tất nhiên, Đức Giêsu đã cảnh cáo cho họ biết sự vinh hiển và sự thống khổ của người liên hệ với nhau một cách chặt chẽ. Đó là chủ đề mà Gioan lặp đi lặp lại trong phúc âm của ngài. Truyền thống coi núi Tabor là nơi hiển dung. Đầu tiên trong thế kỷ thứ tư, một nhà thờ được dựng nên ở nơi đây để cung hiến cho biến cố này vào ngày 6 tháng 8. Một ngày lễ để tôn kính sự hiển dung được giáo hội Đông Phương cử mừng bắt đầu từ khoảng thời gian đó. Sự mừng kính của một vài giáo hội Tây Phương bắt đầu vào thế kỷ thứ 8. Vào ngày 22 tháng 7 năm 1456, thập tự quân đánh bại quân thổ Nhĩ Kỳ ở Belgrade. Tin tức về cuộc chiến thắng được đưa về Roma vào ngày 6 tháng 8. Và vào năm sau, Đức Giáo Hoàng Callistus thứ 3 đã đưa ngày lễ này vào niên lịch phụng vụ của Roma. Lời bàn, một trong những tường thuật về sự hiển dung được đọc vào Chủ nhật thứ hai mùa chay hàng năm để tuyên xưng thiên tính của Đức Kitô cho các người dự tòng. Phúc âm của Chủ nhật thứ nhất mùa chay ngược lại là câu chuyện Đức Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc, xác nhận nhân tính của Đức Kitô, hai bản tính khác biệt nhưng không thể tách rời của Chúa Giêsu, là một chủ đề gây nhiều tranh luận trong lịch sử giáo hội thời tiên khởi. Ngày nay, chủ đề ấy vẫn còn khó cho nhiều người thấu hiểu. Lời trích: trong biến cố hiển dung, Đức Kitô cho các môn đệ thấy sự huy hoàng mỹ miều của người, mà qua đó người sẽ uốn nắn và tô điểm những ai thuộc về người. Người sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, nên giống thân xác vinh hiển của người. Philippe chương 3 câu 21. Thánh Thomas Aquinas, Tổng luận thần học.